Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, tôi xin giới thiệu đến mọi người một căn hộ cho thuê tại tàu Pasiselandan City, nằm trong khu vực Yan Tân Phú, với địa chỉ cụ thể tại 38 Bờ Bào Tân Thắng, phường Sơn Kỳ. Căn hộ này có diện tích 51m² và đã được sửa lại hoàn toàn, mang đến một không gian sống hiện đại và tiện nghi. Căn hộ gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm, được trang bị nhiều tiện ích cao cấp như toàn bộ sàn được lót gỗ, tạo cảm giác ấm cúng và sang trọng. Tủ bếp sẵn có, giúp bạn dễ dàng nấu nướng và tổ chức bếp núc, máy nước nóng lạnh, mang đến sự thoải mái trong việc sử dụng nước. Phụ kiện nhà tắm đầy đủ, đảm bảo tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày, cửa tự an ninh, tăng cường sự an toàn cho gia đình bạn. Tường được sơn mới, tạo nên không gian tươi sáng và sạch sẽ, tòa lét sạch sẽ, được chăm sóc kỹ lưỡng. Ngoài ra, căn hộ còn nằm trong khu vực có rất nhiều tiện ích xung quanh. Khu sinh thái Celadan City mang đến một không gian xanh mát và trong lành, siêu thị Yan Tân Phú chỉ cách vài bước chân. Bên cạnh đó, trường học gần kề thuận tiện cho con em đi học và khu ăn uống, giải trí sầm uất với nhiều lựa chọn phong phú, từ ẩm thực đến vui chơi. Một điểm cộng nữa là bạn có thể nhận nhà ngay, không cần chờ đợi, giá thuê chỉ 8.500.000 Việt Nam đồng. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn sở hữu một căn hộ tiện nghi, hiện đại tại khu vực sầm uất nhất của Tân Phú. Hãy liên hệ ngay để không bỏ lỡ.